Xin chào mừng tất cả quý vị và các anh chị đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Ngày hôm nay thì em Sơn xin giới thiệu tới tất cả đến quý vị và anh chị một dự án mới ở bên công ty em. Đấy là dự án nằm tại tổ 13 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Thì hiện tại em đang đứng ở chỗ đường để đi vào trong dự án đây. Chúng ta có thể thấy là đường rất là rộng, đường hai ô tô tránh nhau. Và đây là đường ngõ để đi vào bên trong dự án. Đấy, ngõ là ngõ rộng 3,5 m, ô tô là có thể là đỗ ở cửa luôn. Đấy, dự án này là bên em vừa mới hoàn thành xong. Đấy, đã hoàn thành xong hết 100% tất cả những cái nội thất rồi hệ thống điện nước ở trong nhà. Đấy, và chúng ta là có thể là chuyển đồ về ở luôn. Đấy, hiện tại là em đang đứng trước ở vị trí của hai căn nhà ở bên trong dự án đây. Chúng ta có thể thấy rõ là nhà được thiết kế là 4 tầng, có diện tích là 33 m². Mặt tiền là rộng là 3,25 m và mặt ở bên chiều sâu là rộng là dài 10,5 m. Đấy. Tất cả này nó đã hoàn thiện xong hết rồi. À, mọi người có thể thấy đây, từ phía nhà đi ra ngoài đường ngõ to hai ô tô tránh nhau là chỉ rơi vào khoảng tầm 15 m. Đấy, toàn bộ hệ thống mặt tiền đều đã được là ốp gạch granite hết. Sử dụng hệ thống cửa là cửa cuốn. Đây là phía trước toàn bộ của ngôi nhà đây. Thiết kế là ốp gạch thẻ mosaic và sử dụng là cửa nhôm kính cường lực nên rất là thoáng, rất là đẹp. Mình không lưu số hợp đồng. Đó, vị trí của ngôi nhà là nằm tại tổ 13 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Cách công viên Đô Nghĩa là 500 m. Xung quanh là đầy đủ tiện ích là trường học, bệnh viện, là siêu thị. Sau đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trong của ngôi nhà cho mọi người có thể là thấy được rõ hơn. Đây, hiện tại là em đang đứng ở phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà. Đấy, tầng 1 của chúng ta đây. Rất là rộng, rất là thoáng. Toàn bộ hệ thống gạch lát nền là sử dụng là gạch granite 80-80 loại 1. Hệ thống sơn là sử dụng là sơn Zotun cao cấp. Đây là khu vực bếp. Đấy, sử dụng là tủ bếp là bằng gỗ sồi Nga cao cấp. Hệ thống vòi rửa và chậu rửa là bằng inox 304, hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Đó, toàn bộ hệ thống trần thạch cao và đèn led này đều đã được hoàn thiện xong hết 100%. Ở tầng 1 của chúng ta là sẽ có một nhà vệ sinh. Đó, sử dụng là bệt nền khối. Và đây là vòi chậu rửa tay có cả gương luôn. Sau đây là tôi sẽ giới thiệu cho mọi người chi tiết ở phía bên trên tầng 2. Thì mọi người có thể thấy là toàn bộ cái hệ thống tay vịn cầu thang đây. Và chúng tôi là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Hệ thống mặt bậc và cổ bậc là sử dụng là bằng đá granite cao cấp. Đây là căn góc thì là chúng ta là sẽ có là cái hệ thống cửa sổ mở ra phía bên ngoài ngõ để lấy ánh sáng và không khí cho toàn bộ ngôi nhà. Tầng 2 được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đấy, phòng ngủ chính rất là rộng, chúng ta có rất là nhiều cửa sổ. Mình có thể thấy là có 3 cửa sổ, một cửa sổ ở phía đằng trước và 2 cửa sổ ở bên hông. Đấy. Thiết kế là trần thạch cao, đèn led rất là đẹp, rất là thoáng. Đây mọi người có thể là nhìn lại toàn bộ đây. Đó, diện tích của phòng ngủ rất là rộng. Và đây là khu vực nhà vệ sinh. Đó, chúng ta là sử dụng là bồn cầu này, lavabo này, chậu đá này, đấy, gương này, phụ kiện và sen cây. Đấy, toàn bộ là hệ thống tường này được chúng tôi là ốp bằng gạch granite loại 1, có đầy đủ là quạt thông gió này, rồi đèn led.
Cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm kính cao cấp. Và đây là cái cửa thông phòng đây. Cửa thông phòng bằng gỗ lim. Đấy, rất là to, rất là đẹp. Sau đây là mời mọi người đến tham quan ở phía bên trên tầng 3. Đấy, thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là cũng sẽ tương tự như nhau. Chúng ta sẽ có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đó, thiết kế giống hết như nhau thôi. Rất là đẹp, rất là thoáng. Đó. Đây, ở đây là bên ngoài này chúng ta là sẽ có thể mở cửa. Và bên ngoài đây là một ô ban công có vách là vách kính và inox. Tiếp theo đây là mời mọi người đến tham quan ở phía bên trên tầng 4. Tầng 4 thì sẽ được chia ra là sẽ bao gồm là một phòng thờ, một sân phơi và một cái khu vực là để máy giặt. Đấy, thì đây mọi người có thể thấy đây là cái khu vực mà chúng ta sẽ để máy giặt đây. Đã được chúng tôi là thiết kế là toàn bộ là vị trí vòi rửa này, vị trí cấp nước này, cấp điện này. Đấy. Và đây là ngoài khu vực phòng thờ. Đây, cửa vào phòng thờ là sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Phòng thờ sử dụng là gạch lát nền là 80-80 và cũng được hoàn thiện hết toàn bộ là trần thạch cao đèn LED. Và đây là khu vực sân phơi. Đó, sân phơi rất là thoáng. Chúng ta mở cửa ra thì nó sẽ rất là đầy đủ ánh sáng và không khí luôn. Đấy, có thể là phơi đồ và đi làm thì rất là yên tâm. Mọi người có thể thấy là cái khu vực xung quanh của chúng ta là rất là nhiều nhà cao tầng, khu vực đông dân cư, cho nên là mọi người ở thì là có thể là hoàn toàn yên tâm. Đấy, sau đây là tôi xin nhắc lại cho tất cả mọi người là cái dự án mới ở bên công ty tôi, đó chính là ở tại vị trí là tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có diện tích là 33m2. Thiết kế là 4 tầng, vô cùng đẹp và hiện đại. Và đang có giá chào bán là từ 1,82 tỷ đến 1,92 tỷ. Đấy, ở đây là có 2 căn. Đấy, thiết kế là như nhau thôi, nhưng mà nó sẽ là có một con góc và một con ở giữa. Thì giá là sẽ dao động là nó từ 1,82 đến 1,92 tỷ. Mọi người có nhu cầu cần tư vấn thêm hoặc là xem nhà trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Mọi người xem video nếu như mà có gì thắc mắc thì là có thể comment ở phía bên dưới. Có thể là like video hoặc là đăng ký kênh để có thể là biết thêm nhiều thông tin khác về nhà và các bất động sản khác cần bán của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video.